mời các bạn cùng tôi tham quan cảng cá và chờ cá Vàm Láng. Cá này chủ yếu là loài cá bo. Thank you.
mày phiền á. Đưa thằng mày lên không? Đưa thằng mày lên phải bóng cái cốt. Thằng này em tay tôi mà. Được lắm, cái đó có hầm lắng tới hô trong đỉnh. Cá này là cái gì vậy chị? Sao? Cá này. Cái gì? Đây là cá heo. Phải, cá heo. Cái chai đuôi dài. Ba chị nữa. Mấy phim nó ma tôi dài mẹ đi, tôi dài nó dài đi. Cái nóc này đâu có ăn được phải không chị? Ăn được, bao giờ ăn được. Tính không ăn. Đây là cái nóc. Dạ. Chú quay ai quay nhỏ này là từ cái giò lên phía trên. Dạ. Gãi luôn. Tại vì nó đứng gãi. Đây là vừa mực ở chợ cá Vâm Lãng. Đây mấy anh chị đang phân loại. Ừ, còn 22 ký 2 đi. Rồi 52 ký 2. Bạch tuộc. Chuột. Lấy con chuột vô. Lấy con chuột vô. Nè. Có mấy con bự này chọn vô. Quay là quay quá ý à. Anh cầm giùm con nữa, đưa lên cầm giùm một con nữa. Đó, đây là bạch tuộc ở chợ cá Vâm Lãng á. Bữa con này hết nửa ký à. Hết nửa ký hả? Rồi đúng đó. Dạ. Dạ. Này gọi là bạch tuộc. Hay da. Hay da. Là mực hay da à? Dạ. Dạ. 110 mấy ngàn ký. À, 110 mấy nghìn một ký. Tức là giá cũng rẻ hơn mực ổng. Ổng rồi bắt. Thôi cái bụng con ngọt quá chặt cái bụng đó. Nhỏ này bao nhiêu ký chì? Hả? Này là bao nhiêu ký vậy? Này á, làm nó cứ cả tháng rồi. Dạ. Dạ. Có làm gì đâu mà làm luôn. Đi coi đi. Này là mực. Đây là mực ổng nha. Mực. Mực. Mực.
Mực nút. Cầm giùm một con lên xem, con nào bự bự á. À, gọi là tên à. Đây, người ta đang còn bốc cá từ ở tàu lên. Đây là chuyển cá từ từ tàu lên bờ, lên cảng cá đó, đến chợ. Cái này là cá gì vậy? À, cá bùng á hả? Phần á. Dạ. Mấy cá trong dãy thuyền đóng bao lên chuyển lên bờ. Con lề. Dạ. Rồi giới thiệu giùm thêm vài con nữa. Trình bông. À, gọi là trình bông. Nhiều giống cá là về đây mới thấy lề. Nó biết rồi. Tôm gì? Tôm gì à? Tôm sú. Đây là tôm sắc biển. Đây có nhiều loài cá rất là dài nha. Ở cả cái chợ bình thường không thấy bán. Đây là mấy anh chị đang phân loài cá. Cá. Cá mũi này là mình phân loài để làm cá mối, cá mối lựa là cá heo. Cá mối thì cá hương lựa là mấy bốn thứ. Mẹ trẻ phơi khô, còn cái kia đi làm cá. Cá heo là đi bán theo cá heo về cho cá. Cái này làm phố à? Mà nó cho tao quay ra lấy nhân hình đó. Đi chỗ này chỗ kia. Cái này là cá gì ạ? Cũng cá mũi luôn hả? Nó loại bừng luôn. Lớn nhỏ đều nhỏ, cái này cái kia. Để mình giá cao hơn ha. Đó là cũng mười mấy ngàn ký. Con kia cũng giá thấp hơn.
mày. Con cá cái nhỏ này là bán cho heo ăn à? Gọi là ra cho cá ăn. À cho cá. Cá là cái gì rồi, cái xấu cá gì đó. Cá người ta nuôi á. Người ta nuôi á. Đây là mình đưa từ cái ghe lên thu mua mà. Mình là mua lại của ghe mà. Ghe vô vậy đó. Đây là của ghe, là của người thu mua lại. Mua lại. Cái chợ này là suốt ngày luôn hả? Đây là mấy chị đang phân loài cá ở chợ cá Văn Lãng. Đây là loài này cá cầm mũi. Đây là cá mũi. Từ dưới thuyền lên nó chưa phân loài nha. Bây giờ mấy chị cũng phân ra loài lớn nhỏ khác nhau. Đây là cá mũi. Con chở cá từ thuyền lên. Ủa cá này là cá. Cá rô. Cá rô hả? Mình chưa có rô. À, mùi cái mè cá này thì mùi loài cá khác nhau á. Cá nước ngọt, cá nước khác nhau á. Đây mấy chị đấy gọi cá này là cá rô. Rô biển. Cá rô kia thì ở đâu? Đây mấy anh chị đang phân loài cá. Cá này là cá gì vậy?
chờ cả này là hoạt động suốt ngày luôn phải không chị? Này là lớn nhất hả? Cái để làm khô phải không chị? Thế là về chuyển từ tàu cá lên ở cảng Tâm Lãng. Chuyển lưới xuống ghe này, chuẩn bị một chuyến đánh cá mới. Thế chuẩn bị chuyển lưới xuống á, để chuẩn bị một chuyến ra khơi mới. Tàu chuẩn bị ra khơi phải không anh? Dạ. Chúc may mắn đánh được nhiều cá nhá. Ok. Cảm ơn nhiều. Đây là tàu thuyền của ngư dân đánh cá đó, cập bến để bốc cá lên cào. Rồi cũng đồng thời là lấy nước, nước đá, xăng dầu để chuẩn bị ra khơi chuyến đánh bắt mới. Quay kéo đáy hả? Ủa đây là đẩy hả? Xuống đáy. À xuống đáy. Gọi là xuống đáy. Cái này đáy này động sao? Xa bờ không? Cũng gần đây. À. Tôi là đây. Chồng ở đây là ông quay vậy, ông đâu biết mà tôi đâu. Đâu ngư dân chuẩn bị ngư cụ để chuẩn bị một chuyến ra khơi mới. Chúc mọi người ra khơi may mắn nha, đánh được nhiều cá. Cảm ơn. Đây, đây cá. Nhìn nó còn đây. Bà con ngư dân đang bốc ruốc từ thuyền lên. Dạ, ông cho tôi lo cho bà thuyền. Ngư dân chuyển cá cơm từ thuyền lên cảng. Bà con ngư dân đang chuyển ruốc từ ghe lên. Yeah.
hay về làm mắm hay gì? Cho cá ăn, cái này xấu lắm, làm mắm đâu được. À, cho cá ăn. Ừ. Quay ốc hấp muốn rồi. Này là ngư dân chuyển cá cơm. Này là cá cơm phải không? Cái này là cá cơm. Cá này về cho cá ăn. À, cho cá ăn hả? Gì? Nó động đẩy hả? Hay là cái cao? Đúng đó. Đẩy hả? Để còn bao lâu thì lại kẹo lên? À, mai giờ này nè, mai giờ này vô nữa. Dạ. Yeah. Là mỗi ngày là vô một chuyến đó. Dạ. Này ruột này bán giá bao nhiêu chị? Dạ. Ruột này là bán giá bao nhiêu một ký? 2,5. 2,5. À, để làm thức ăn cho cá đó. Cá gì? Đi con bơm á. À, đi nhặt cá, đi phân cá đó hả? Dạ. Dạ. Ngư dân chuyển ruột từ ghe đẩy lên. Chủ vừa mua loại ruốc này á về làm thức ăn cho cá, giá là 2,5 một tỷ. Khu vực này thì chủ yếu là ghe đẩy. Sáng nay á thì có một tàu cá vô, còn ghe đẩy á ruột á và cá cơm thì rất là nhiều. Các bạn thấy ở đây cứ ghe này bốc hết á thì lùi ra nhường chỗ cho ghe khác vô. Cảng này là hoạt động tấp nập suốt ngày. Đây là cảng cá lớn nhất ở huyện Gò Công Đông. Đấy, chị của mình chị này nè, đúng không? Mấy má chuẩn bị đứng ra tao quay phim cho nè. À, chờ cả văm lãng. Anh quay giùm cái hàng đó nó bị bỏng đấy. Cái hàng này là bằng bỏng trướng á.
Cá sau khi mua thì người dân ướp đá để đóng bao chuyển đi. À, bán được cá ăn. Ngày này cá mối nhưng mà con nhỏ cho nên là ngư dân bán cho cá ăn. Có ngọt nữa, ngọt nữa.